dùng kim tiêm dính máu dọa HIV, chấn lột hơn 300 tài xế trên đường. Ngày 27 tháng 10, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt đối tượng Võ Ái Quốc, 35 tuổi, ngụ Tân Tạo, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhiều nạn nhân cho hay, Quốc thường ra ngã ba Tân Kỳ, Tân Quý, quận Bình Tân trên quốc lộ 1A đón đầu tài xế xe tải dừng đèn đỏ, dùng kim tiêm dính máu, hù các tài xế rằng máu trong kim tiêm là máu nhiễm HIV, yêu cầu các tài xế phải đưa tiền. Các tài xế vì lo sợ kim tiêm của Quốc dính máu HIV nên phải giao nộp cho Quốc. Số tiền mỗi lần cưỡng đoạt của các tài xế từ 20 đến 50 ngàn đồng. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, Quốc nhảy lên cabin xe tải do anh Lê Hoàng Thành, 29 tuổi, quê quán Vĩnh Long, điều khiển đang dừng đèn đỏ, lấy kim tiêm dính máu hù dọa anh Thành. Mày có tiền, cứu anh 20-30, anh vã quá. Sợ Quốc làm liều, anh Thành móc ra 20 ngàn đưa cho Quốc. Khi Quốc vừa nhảy xuống xe thì bị các trinh sát khống chế. Ngoài kim tiêm dính máu, Công an phường Bình Hưng Hòa B còn thu giữ một thanh kim loại dài 30cm, 45 ngàn đồng, tiến hành kiểm tra nhanh, phát hiện Quốc dương tính với ma túy. Quốc khai chỉ từ tháng 7 đến nay, Quốc đã dùng kim tiêm cưỡng đoạt tiền của khoảng 300 tài xế. Bộ Công an sớm đưa vụ giết mẹ con ở Vũng Tàu ra xử lý. Ngày 27 tháng 10, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi các đơn vị tham gia điều tra làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 24 tháng 10 vừa qua tại ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội dã man và manh động, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ phá án trong thời gian ngắn. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh và Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời yêu cầu Tổng cục Cảnh sát hướng dẫn, chỉ đạo Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khẩn trương mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 16 giờ 56 phút ngày 24 tháng 10, sau khi đi họp về đến nhà, ông Bùi Xuân Thường, trưởng ban dân vận huyện Châu Đức, phát hiện vợ và con trai duy nhất bị sát hại thương tâm tại nhà. Sau gần một ngày giáo diết điều tra, đến 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, căn cứ tài liệu thu thập được, lực lượng công an xác định đối tượng nghi vấn là Châu Minh Nhân, 20 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, là những người có quen biết với gia đình nạn nhân. Đến khoảng 6 giờ 45 phút ngày 26 tháng 10, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự C45 đã tiến hành truy xét bắt giữ Châu Minh Nhân khi Nhân đang có mặt tại một ngôi nhà trên đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận có quen biết với gia đình nạn nhân. Quá trình đến chơi, Nhân nảy sinh ý định trộm yến vì nhà ông Thường có nuôi chim yến trên tầng thượng. Trưa 24 tháng 10, Nhân trùm áo mưa đi vào nhà ông Thường. Sau khi trộm tổ yến, Nhân đi xuống tầng trệt thì gặp con trai ông Thường, bèn ra tay sát hại, mang xác nạn nhân giấu dưới nhà bếp. Khi Nhân đang lục lọi tìm tài sản, vợ ông Thường đi chợ về. Nhân liền ẩn náu, bà này vào nhà nhưng không phát hiện điều bất thường. Đi lên phòng ngủ trên lầu 1 thì Nhân theo lên, ra tay sát hại. Sau khi ra tay, Nhân vơ vội điện thoại di động, nhẫn, bông tai, dây chuyền của nạn nhân rồi lấy xe máy của gia đình bỏ trốn. Trên đường đi, Nhân vứt áo mưa, biển số xe ven đường.